tác phẩm Thiếu nữ đánh cờ vây. Cùng bạn đọc sách, xin chào quý bạn đọc. Thiếu nữ đánh cờ vây là tác phẩm được viết bởi tác giả Sơn Táp, được xuất bản bởi nhà xuất bản Văn học và công ty ban hành Nhã Nam. 100 chương truyện như 100 nước cờ giằng xé tận cùng. Đó giống như là một ảo thôi miên giữa đời thường, là cảnh phong nhã giữa chốn hoang tàn, là sự điềm mỹ của tình yêu chân thành giữa máu lửa chiến tranh và khoảng cách dân tộc. Từ năm 1931, ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc bị địch chiếm đóng, đến năm 1937, Nhật Bản phát động toàn diện cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Thiếu nữ đánh cờ vây lấy bối cảnh từ những xung đột chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Trung Quốc và Nhật Bản lúc bấy giờ. Trong các thế xung đột đẫm máu đó, có một khoảng trời bình yên, quảng trường thiên phong nho nhỏ, dưới lùm cây tỏa bóng, hai nhân vật chính, một cô gái Trung Hoa và một sĩ quan Nhật Bản, tình cờ gặp nhau bên chiếc bàn đá có khắc sẵn bàn cờ. Anh là một gián điệp Nhật Bản, lạnh lùng tàn nhẫn lại si tình. Thế giới của anh lý tưởng trung thành vì danh dự thiên hoàng, là danh trại, là ngục tù, là thuốc súng, là những cuộc chơi đùa bên gái điếm. Cô là một thiếu nữ Trung Quốc, thuần khiết mà không ngây thơ, thông minh mà không tàn nhẫn. Thế giới của cô là một gia đình quý tộc đã sa sút, là đoàn thể thanh niên chống Nhật, là ba tỉnh vùng Đông Bắc Trung Quốc đang ẩn mình dưới gót giày quân Nhật, là một xã hội lai căng nửa mùa. Họ quên đi cuộc chiến khắc nghiệt giữa hai dân tộc. Cuộc chiến trên bàn cờ vây của riêng hai người là cuộc chiến trí tuệ, của suy tư đau đớn, của lương tri giằng xé, của những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới thấu. Một ván cờ vây cũng đủ để đánh mất mình trong chốn mê cung tình cảm. Mỗi ván cờ bày ra là một giấc mơ diệu kỳ, nhưng mỗi ván cờ khi khép lại, ai nấy phải trở về với thực tại phũ phàng. Cho đến cuối cùng, cô gái và chàng trai chưa kịp nói ra tên mình. Mỗi một nhân vật phụ đều có tên, nhưng hai nhân vật chính không ai được gọi tên. Họ có thể là bất cứ ai, cũng có thể là không ai cả. Giữa súng đạn chiến tranh, đứng hai bờ chiến tuyến, danh tính dường như không còn quan trọng nữa. Câu chuyện được hai nhân vật chính kể từ người thứ nhất, đang xen nhau, mỗi phần không quá dài, có khi là rất ngắn. Nhưng hai đường thẳng song song, tưởng chừng không thể giao thoa, lại cắt nhau tại một điểm không ngờ. Đó là tình yêu. Một cái kết có thể gọi là ám ảnh, cũng có thể gọi là giải thoát. Một nỗi đau hai chiều, chiến tranh là bi kịch. Hai người ở hai thế đối địch yêu nhau thì càng bi kịch hơn. Gái Trung Hoa bị trói buộc trong buổi giao thời phong kiến nửa thuộc địa, dạy dỗ giữa làn sóng đấu tranh cách mạng và sự hèn nhát trước đế quốc, nơi giáo điều vẫn đó mà con người thì cứ chực bung ra. Tuổi trẻ của cô chơi vơi trong xã hội lai căng và sự thức tỉnh của tình dục. Hai chàng sinh viên đi qua cuộc đời cô là niềm tin bám víu, để trưởng thành là cái cớ để nổi loạn. Để rồi khi bị phản bội, cô buộc phải tự phủ định mình bằng niềm tin sụp đổ. Cờ vây giúp cô thắng lại đau đớn. Từng quân một giúp cô vừa trốn chạy vừa đối diện với cuộc sống. Người đến Nhật Bản ở ngực đi đến một dân tộc xa lạ với niềm tin khai sáng và ban ơn, để rồi sống trong hoài nghi và bất lực. Giữa hiện thực tàn khốc với tội ác đầy rẫy, niềm tin của anh chàng ngày một méo mó, héo mòn đi. Anh mệt mỏi bàng hoàng giữa cuộc chiến vô nghĩa, anh cay đắng nhận ra dân tộc anh xâm lược là một dân tộc đáng kính và tốt đẹp. Anh biết bản thân yêu điều đó qua hình ảnh cô gái Trung Hoa, niềm say mê và mối căm thù của anh. Kết chuyện loạn lạc xảy ra, nữ chính bỏ trốn, cô chạy nửa đường thì quay lại, tìm về quảng trường nơi có anh và sự bình yên trong ký ức. Giữa đường cô bị nhóm lính Nhật bắt gặp và suýt bị hãm hiếp. Anh nhận ra cô, anh xin cả nhóm để mình là người đầu tiên vào. Anh vào bên trong, ôm lấy cô, hôn cô nụ hôn đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng. Anh cương quyết giải thoát cho cô, cho chính mình. Anh nổ súng. Cô đi trước, anh theo sau. Tôi ngã xuống người cô gái cờ vây, mặt em dường như hồng hơn ban nãy. Em mỉm cười, tôi biết rằng chúng tôi sẽ chơi tiếp ván cờ ở nơi xa kia. Phát súng của chàng trai, cái chết của hai người, đó có thể là sự giải thoát, nhưng đó cũng là hiện thực xã hội tàn khốc của chiến tranh và sự loạn lạc. Lối kể chuyện của Sơn Táp trong tác phẩm này là lời tự sự thay phiên nhau của hai nhân vật chính. Ngòi bút của tác giả dữ dội, từ ngữ vận dụng rất lạ,
Cấu trúc câu kiểu Tây phương rất phóng khoáng, đơn giản mà ám ảnh, diễn cảm mà lay động, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn đọc những dung cảm rất riêng, rất mới lạ.